Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ cho cá ăn bo bo đông lạnh ha. Đây thì mình nhỏ bo bo hoặc dưới nước cho lên trong nuôi chó cho cá nó ăn để mình dễ quay video ha. Bình thường mình hãm cục nhỏ là được, nó tan dần ở trong nước cá nó cũng ăn, nhưng mà nó sẽ di chuyển. Bữa nay trời âm u, sau cơn mưa hôm tối qua thì sáng giờ nó không có nắng ha, có trưa rồi. Đây là ấu hái nè, bữa mình tách cái mặt lá đi còn cái thân không, thì giờ để cây con ha. Ở đây cũng như ở đây, những cái con ấu hái nè. Còn đây là rau má lá nước nè. Lá nước á, mình cắt tỉa ra, cắt tỉa hơn và lá hết, chưa rễ, chỉ mấy cái ngó thôi. Nó lên lá nhỏ trong nước như này. Có bợ thì ép lâu hơn. Phải có đèn chiếu cái nó ha. Có bợ thì mình đã thử ở trong nhà với cái đèn bàn học á, ánh sáng vàng á, nó phát triển tốt, ok, vẫn sống. Trồng có bợ thì bán càng thì lá nó bự hơn. Rồi má lá nước nè. Nhỏ mặt nước để dụ cá nó lại bên đây. Ở đây thì sau khi mình chuyển cá ranh chô vào cái hồ kiến để cho cá ranh chô nó được ăn nhiều cử hơn, mau lớn hơn, thì mình đã thay thế bằng cá bảy màu full red ha, cùng tôm với lại cá kiếm coi sọt có màu đỏ ha. Hồ ngoài trời thì màu trắng nó sẽ nổi hơn. Nhưng mà cái hông albino của full red á, màu vàng vàng trong số thì nó cũng nổi. Còn đây là rau má mình trồng bán cạn, là nguyên cái chậu mình thả vô một nửa hơn với lá thì trên mặt nước ha, còn lại thì ở dưới nước. Còn muốn làm lá nước như thế này thì cứ cắt bỏ hơn và lá đi, trừ lại phần rễ thôi. Ở trong chậu mình trồng sẵn rồi đó, thì nó sẽ tự lên lại cái lá nước. Rau hái nó sẽ ra cây con ha. Cái này nè, rồi cái hông của nó ha. Trồng không trồng đều được, mà trồng thì sẽ tốt hơn, tại vì nó có giá hợi nó bám rễ á. Còn đây mình không trồng nè ha, đó, nguyên cái rễ nè, cái nhánh nè, vẫn là cây con bình thường.
Đây mùa mưa nên cây nó phát triển chậm hơn bình thường. Khoái nó mê nắng. Mặt lá nó sẽ phát triển tiếp. Thì lá phát triển nhiều thì lá già nó phải rụng như thế này. Nước hồ mà ổn định thì nó xử lý được lá của ổ hái ha, không bị dơ nước. Nên trước khi trồng mình phải chuẩn bị ít nhất là 3 ngày mình thả vào để đảm bảo cây không bị sốc nước mới, cũng như có sự ổn định thì cây phát triển thích nghi nhanh hơn. Đây. Mà qua đông lạnh ha. Rồi. Mình thả cho ăn từ từ tới chiều. Chiều rảnh hay cho ăn tiếp cử mới. Nhiễm hết thức ăn ha. Hồ này thì đường kính tầm 1 mét cho 50 ha.